Your grammar is wrong. You're probably wondering who this girl is and what she's doing here. She's the one who changes my grammar forever. How? I will tell you right now. But wait, let's talk about me first. Ben's fancy, that's my name. 22 years old, fashionista, manicure, if that word exists. Studying is not my thing. But my best friend is different. Bookworm, everyone calls her so. So hardworking, so intelligent, and so obsessed with grammar. I love her, but I can't stand her sometimes. I know. You can't believe what happened to me today. I failed my interview. They told me I was disqualified. I prepared for it for so long, you know? And you know what? After I came down after the interview, my car is towed away. Your car was being towed away. Hey, look. There's a murder last night. The whole family was killed before the lesson came home. You mean had been killed? What a cold-hearted person. Hey, remember Gun? Your boyfriend? Yeah, no, not my boyfriend anymore. He dumped me. Me? Dumb? I am never done before. And now I am dumb? I am dumb. I was dumb. What? Your grammar. I was dumb. Past tense. That's all you care about stupid grammar? Oh, enough. Whenever I have problems, you never care. I don't care. You say I don't care? Hey guys, have problem with grammar? I have solution for you. Hello everyone. Hôm nay chúng ta sẽ học về câu bị động trong thì quá khứ. Nhưng trước hết, hãy cùng ôn lại cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động nhé. Câu chủ động sẽ có cấu trúc như sau: chủ ngữ cộng động từ cộng tân ngữ. Khi chuyển từ câu chủ động sang câu bị động, ta lấy tân ngữ ở câu trên chuyển thành chủ ngữ ở câu dưới. Động từ sẽ chuyển thành động từ to be cộng phần thứ hai, và chủ ngữ ở câu trên sẽ chuyển thành tân ngữ ở câu dưới thêm từ by ở đằng trước. Trong câu bị động, yếu tố quan trọng nhất đó chính là động từ to be. Vậy các bạn còn nhớ động từ to be ở quá khứ là gì không? Hãy cùng xem một vài ví dụ sau để hiểu rõ cách chuyển động từ to be từ câu chủ động sang câu bị động nhé. Ở thì quá khứ đơn, ta có một câu của câu chủ động là chủ ngữ cộng động từ trong quá khứ cộng tân ngữ. Khi chuyển về câu bị động, chủ ngữ và tân ngữ đổi chỗ cho nhau như những câu bị động bình thường. Còn đối với động từ ở quá khứ, chúng ta sẽ chuyển thành was hoặc were cộng với phần thứ hai. Dễ phải không nào? Chúng ta hãy thử làm một ví dụ để hiểu rõ cấu trúc này hơn nhé. Ta có John watered this plant. John tưới cây cho chiếc cây này. Vậy chúng ta sẽ chuyển thế nào nhỉ? John sẽ chuyển xuống dưới tân ngữ by John. This plant sẽ chuyển lên chủ ngữ. Và động từ water sẽ chuyển thành was watered, bởi vì this plant là danh từ số ít. Vậy sau khi chuyển, chúng ta có câu this plant was watered by John. Dễ có phải không nào? Vậy chúng ta hãy cùng nhau làm một vài ví dụ để áp dụng cấu trúc này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với thì quá khứ tiếp diễn. Cấu trúc của thể chủ động ở thì này sẽ là chủ ngữ cộng was hoặc were cộng với động từ đuôi in và cộng với tân ngữ. Khi chuyển về thể bị động, chủ ngữ và tân ngữ vẫn đổi chỗ cho nhau.
Động từ to be, was và were giữ nguyên. Khi chỉ có động từ being sẽ chuyển thành being cộng phần thứ hai. Hơi khó một chút, chúng ta hãy cùng làm thử ví dụ sau để hiểu cách chuyển đổi này hơn nhé. My parents were washing the dishes when I came home. Bố mẹ của tôi đang rửa bát khi tôi về nhà. Vậy the dishes được chuyển lên làm chủ ngữ, my parents chuyển xuống tân ngữ by my parents. Were washing sẽ chuyển thành were being washed. Còn trạng ngữ sẽ được giữ nguyên. Vậy câu đầy đủ khi chuyển từ thể chủ động về thể bị động sẽ là the dishes was being washed by my parents when I came home. Các bạn đã hiểu hơn chưa? Hãy cùng luyện tập bằng một vài ví dụ sau nhé. Bài cuối cùng là thì quá khứ hoàn thành. Thì này sẽ là khó nhất trong 3 thì. Nhưng chúng ta hãy cùng thử xem nhé. Cấu trúc đầy đủ của thể bị động sẽ là chủ ngữ cộng had cộng phân thứ hai và cộng tân ngữ. Khi chuyển từ thể chủ động về thể bị động, ta sẽ chuyển had cộng phân thứ hai thành had been cộng phân thứ hai. Hãy thử xem ví dụ sau nào. When my mom got home from work yesterday, I had already fed my brother. Khi mẹ tôi về nhà vào ngày hôm qua, tôi đã cho em trai mình ăn rồi. Trạng ngữ thời gian đứng ở đầu chúng ta vẫn giữ nguyên, chúng ta sẽ chỉ biến đổi về đằng sau thôi. My brother ở về đằng sau đang ở tân ngữ, chúng ta hãy chuyển lên chủ ngữ. I sẽ chuyển thành by me. Had already fed sẽ chuyển thành had already been fed. Vậy câu đầy đủ khi chuyển về thể bị động sẽ là when my mom got home from work yesterday, my brother had already been fed by me. Đã dễ hơn chưa? Vậy chúng ta hãy cùng luyện tập với một bài ví dụ nữa nhé. Nếu các bạn vẫn còn thắc mắc hoặc chưa chắc chắn về cách tiến đổi, hãy làm thêm một vài bài tập mà mình đã đính kèm ở phần description nhé. Chúc các bạn thành công trên con đường học tiếng Anh của mình. Chào và cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn những bài học lần sau. I'm sorry for using wrong passive voice when talking to you. I'm so careless. I'm sorry for putting passive voice over you. You must be through a lot. From now on, I will never use it incorrectly. From now on, I will lower my expectations for you. Let's register for our online course to improve your grammar. Better grammar, no more quarrel.